Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu lồng CNC mình vừa về nha. Đó, thì đây là lồng của Sachi nha anh em, xài cho mâm 5 cây và 8 cây ha. Thì đây là lồng của Sachi, màu trắng và của Sonic màu xám titan. Thì cái này mình chỉ đưa mẫu cho anh em và hiện tại mình có 3 màu là màu bạc, màu xám và màu đen nha anh em ha. Đây mình sẽ tháo cái phần màu đen cho anh em xem nha. Đây là lồng CNC nha anh em, lồng này mình đặt số lượng rất là nhiều ha. Thì cái này mình muốn có một đồ chắc chắn và đồ đảm bảo cho anh em lúc mà lên mâm không bị nặng và không bị cống vinh ha. Thì mình gia công những cái lồng này rất là nhiều ha. Và mình về được lần thứ N rồi ha, mình về rất là nhiều lần. Đây là lồng của Sachi màu đen nha anh em ha. Nhìn rất là cứng nha anh em ha, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thì trước thì mình có làm những cái mẫu là ví dụ như mấy cái này. Đây là mẫu trước nha anh em ha. Đây là những cái lần mẫu trước. Đó, còn lần này là mẫu sau này nha. Đây là mẫu 1 này. Và đây là mẫu 2 nha anh em. Thì mẫu 1 nó khác mẫu 2 thì nó có thêm cái đường G ở trên này ha. Đúng không? Đó, anh em thấy rõ không? Đó, thì lý do mình làm thêm mẫu 2 này thì lý do mình như anh em cần lên cái đĩa kính sơ bít ha. Đó, anh em thấy không? Đĩa kính sơ bít thì nó cứng ở đây anh em ha. Thì mình làm thêm cái mẫu 2 này để không có bị cấn. Nhưng mấy cái điểm này nè anh em ha, nó bị cấn. Bây giờ thì nó không có cấn nữa. Lên những cái gì như là kinh xe buýt cho Sonic và Sachi ha, lắp ráp thì hoàn toàn như zin. Đó, đây là mẫu Sachi nha anh em tham khảo ha. Đó, nhìn rất là đẹp nha anh em. Lòng CNC ha. Đó, thì lý do hôm nay mình quay clip này gửi đến anh em thì mình giới thiệu cho anh em về những cái lòng này. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về mâm của thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái phần bánh sau của một chiếc Sonic ha. Thì mâm này là bao gồm 5 cây nha anh em ha. Mâm RCB hạ chính hãng nha. Thì mâm này của mâm Citrus đạt 2010. Mình chế full lên cho anh em nha. Thì cái phần bánh sau mình đã đóng full cho anh em sẵn ha. Thì anh em lắp ráp hoàn toàn như zin, anh em bỏ cái zin vào ha. Và bên này đúng không, thì mình sẽ đưa cho anh em luôn là cái cao su đùng ha, đúng không? Đây cao su đùng nha anh em, cao su đùng mình lắp vào đây luôn nha anh em ha. Đó, như vậy nó sẽ là như vậy ha, cao su đùng gắn vào cho anh em luôn ha. Và đây là cùi dĩa đúng không, cùi dĩa 2010 hoặc là 1 bè 1.35 đó anh em ha. Và mình sẽ gửi luôn cho anh em là một cái bập đàn 6004 nhá. Và luôn ông chỉ quy dĩa nha anh em. Và luôn một cái dĩa tải nha anh em ha. Dĩa tải cho anh em gắn. Đúng không? Đây là phần bánh sau nha anh em. Và mình bổ sung cho anh em là cái phốt cao su luôn nha. Có luôn phốt cao su cho anh em. Đây là phần bánh sau. Và đây là phần bánh trước nha anh em. Đó, phần bánh trước. Mâm 5 cây RCB. Đó, thì bánh trước thì bao gồm mình sẽ gửi cho anh em luôn một ống chỉ ha. Mình cắt sẵn ống chỉ cho anh em. Đó. Và luôn hai cái bậc đàn cốt 12 ly để thay luôn cái bậc đàn này cho anh em, bởi vì cái này cốt 10 của mâm Citrus không có xài được cốt 9 của mâm Sonic cho anh em ha. Đó, thì mình sẽ đưa cho anh em thêm một cái lồng dĩa luôn. Bỏ vào như vậy ha. Đó, anh em thấy không? Đó. Cái lồng dĩa. Cái dĩa anh em xài cái dĩa zin lại nha anh em ha. Còn nếu anh em có điều kiện thì anh em cần mua thêm, thì anh em mua thêm cái lồng này, mua thêm cái dĩa kinh xe bít ha, bỏ vào. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Đó, nhìn rất là cứng và đẹp và nhìn rất là sáng chảnh ha. Đó, đúng không? Thì mẫu này mình chút là mình sẽ để một cái đường link ở phía dưới của Shopee, anh em ở xa anh em đặt hàng ha. Đó là phần mẫu Sonic. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái phần mẫu 8 cây cho Sonic nha anh em. Mình sẽ giới thiệu cái phần bánh trước thì nó cũng y chang nhau ha. Thì bánh trước cái này mình cũng xài luôn cùi dĩa này và luôn bậc đàn ha, đưa cho anh em luôn. Và luôn cái chụp cốc nha anh em. Đó, chụp cốc. Và mình sẽ đưa cho anh em luôn cái lồng dĩa nha anh em. Lồng dĩa nào thì anh em chọn, tùy chọn anh em ha. Màu xám, màu đen hoặc màu bạc tùy của anh em ha. Muốn đẹp thì anh em xài dĩa này rất là đẹp ha. Đó, thì cái dĩa này á, mình xài cho mâm 5 cây hoặc 8 cây đều được nha anh em. Đúng không? Đó là phần bánh trước. Và mình sẽ giới thiệu cho anh em cái phần bánh sau. Phần bánh sau của mâm Sonic.
đây là cái xào mồm xúc xích nha anh em. Thì hôm nay mình cũng đã đóng cùi cho anh em nha. Cái này là 8 cây một đĩa, mình cũng có 8 cây 2 đĩa luôn nha anh em. Thì 8 cây một đĩa thì anh em xài được đĩa zin, còn 8 cây 2 đĩa thì mình sẽ làm cho anh em đĩa của giá Z size 190mm. Thì cái mâm này thì anh em cũng như mâm 5 cây, mình cũng đưa bộ ghế hoàn toàn cũng giống như mâm 5 cây thôi ha, cũng là cao su đùm. Đó, đưa cao su đùm này này ha, ráp vào đây nha anh em, đúng không? Và phốt và bậc đàn cùi dĩa nha anh em. Đó, bậc đàn cùi dĩa và cùi dĩa tải này, và phốt cao su luôn nha anh em, và dĩa thắng dĩa cái dĩa luôn nha anh em, đúng không? Và cục cắn sau ha, đầy đủ hết cho anh em. Thì lúc anh em trước khi mua hàng thì mình sẽ gửi hình sản phẩm cho anh em xem hết ha, anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán ha. Và mình có những cái clip ở YouTube, có gì anh em sẽ tham khảo ở YouTube nha. Đó, thì mình đã giới thiệu xong hoàn toàn của hai loại mâm là mâm 5 cây và 8 cây xung đích ha. Rồi, thì hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em về cặp 8 cây và 5 cây của xung đích. Thì sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cặp 8 cây của chế phun cho một chiếc Suzuki Rider Sachia nha anh em. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em phần bên sau. Thì đằng sau này mình đã đóng cùi sẵn ha. Thì anh em đằng sau này anh xem xả có 3 lỗ ốc nha anh em, 1, 2, 3 ha. Thì mình xài lại cái đĩa zin nha anh em. Còn phần bên này thì anh em xài lại cao su đùm zin ha. Thì mình sẽ gửi luôn cho anh em một cục căn. Thì bên dòng sinh dĩa thì anh em xài lại cục căn zin nha anh em. Và bên này thì anh em chỉ cần bỏ một cục này xong cho anh em, thì anh em gắn vào đây là ok ha. Đó, thì phần bên sau nó rất là đơn giản, không có gì. Đó, đây là xong cái phần bên sau nha anh em của Suzuki Rider Sachia mâm 3 cây ha. Rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em phần bên trước. Thì bên trước của mâm này là của Sirius ha, bảng 1.6, đằng sau của nó 1.85. Thì lúc mà anh em mua hàng thì mình sẽ gửi cho anh em một cả cái mâm này trước và sau. Và chế được cái mâm trước này thì mình cần gì? Vì mình sẽ làm cho anh em là một cái ống chỉ nha anh em. Đây, một cái ống chỉ và một cặp bậc đàn 6202 cốt 12 ly ha, bậc đàn Nhật nha anh em. Và một bộ chụp cốc ha, chụp cốc cứng rắc cứng speed free anh em chọn ha, có nhiều màu như là màu bạc, màu đen, màu vàng, màu đỏ ha. Và điều quan trọng nhất là ở đây thì muốn lên được một cái dĩa zin thì anh em sẽ cần một cái lồng dĩa nhá. Đó, ví dụ như lồng màu đen này đi ha, anh em sẽ cài một cái lồng dĩa ha. Đó, sẽ nó có sự 5 lỗ ốc, đúng không? Có 5 lỗ ốc ở trong này 4 và ngoài 5 thì anh em mới đi được một cái dĩa zin ha. Còn anh em nếu như muốn đẹp thì anh em đi cho mình cái dĩa pin xe buýt này ha. Đó, pin xe buýt này anh em. Đó, nhìn rất là đẹp nha anh em, pin xe buýt nhá, đúng không? Đó, rất là đẹp ha. Rồi, đây là mình đã giới thiệu xong cái phần mâm 8 cây và mình sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mâm 5 cây luôn nha anh em. Đây là phần bên trước của mâm 5 cây của RCB nha anh em ha. 5 cây RCB bằng 1.4, 1.6. Thì mình lắp ráp từ trước thì mình chỉ cần một cái lồng. Đây là như vậy ha. Đó, cái lồng anh em bỏ như vậy nha, đúng không? Đó, nhìn rất là đẹp nha, đúng không? Đúng không? Đó, và mình sẽ đưa cho anh em ống chỉ ha, ống chỉ và bậc đàn và chụp cốc nha anh em, đúng không? Chụp cốc đó. Và bánh sau thì cũng như mâm 8 cây, bên này cũng xài 3 đĩa ốc, xài đĩa zin ha. Và bên này thì anh em xài lại giống sinh dĩa và cao su đông zin luôn nha anh em. Và bên này thì mình sẽ gửi cho anh em một cục căn macro ha, lắp ráp hoàn toàn zin, không phải cần chế cháo nha anh em, mình đã chế sẵn hết cho anh em rồi ha. Thì mâm RCB 5 cây thì nó có của Sachia này nó có hai màu là màu vàng đồng và màu đen nha anh em. Còn 8 cây thì nó có 3 màu là màu vàng đồng, màu đen và màu trắng, đúng không? Đó, rất là đẹp nha anh em. Rồi, xin chào anh em. Hẹn anh em ở các video sau.